Xuân xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay sĩ Xuân đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để quay cho mọi người nghi lễ tắm Phật đang được thực hiện tại chùa Hoa Nghiêm. Và bây giờ Xuân xin mời mọi người sẽ cùng Xuân tham gia vào nghi lễ tắm Phật này nha. Kính bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng chứng minh, kính thưa chư đại đức tăng, quý đạo hữu Phật tử, sáng hôm nay ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch, tại đạo tràng Huê Nghiêm, đức trưởng lão hòa thượng Phương Trượng long trọng cử hành nghi thức tắm Phật sơ sanh. Giờ phút này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng dâng hương tham lễ. Nam mô A Di Đà Phật, kính cung thỉnh. Cùng vũ trụ
mầu nhiệm thay ân linh tích để báo trước nguyện độ sanh hiện hóa thân để mở đầu ân cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, bốn chúng tăng ni ở mười phương Phật tử cung kính quỳ trước đài vàng chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng lại mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tùng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất. Nam mê
kính bạch chư tôn đức. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Huệ Nghiêm, hôm nay mọi người con Phật chúng ta tập hợp về đây để làm lễ tấm Phật sơ sinh. Kính thưa đại chúng, cách đây 2646 năm, tại nước cổ Ấn Độ, nơi kinh thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni, có một Đức Phật ra đời. Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài là con người như chúng ta, nhưng Ngài đã phát huy khả năng tỉnh thức lên đến mức độ cao nhất. Ngài là bậc tỉnh thức vẹn toàn. Ngài là con người như chúng ta, nhưng Ngài đã phát huy khả năng thương yêu và hiểu biết đến mức tột cùng. Ngài là bậc đại giác. Ngài là đóa hoa đẹp nhất trong vườn hoa của nhân loại. Ngài là đóa hoa Ưu Bát Đa La, mỗi 3.000 năm mới nở một lần. Kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này mọi người con Phật khắp năm châu đang chắp tay thành kính hướng về vườn Lâm Tỳ Ni để đón mừng giờ phút thiêng liêng mà người đã thể hiện vào cuộc đời đầy khổ đau này, để đem ánh sáng tỉnh thức, đem dòng suối từ bi giúp cho nhân loại được chuyển hóa khổ đau, được sống an vui, hạnh phúc. Ngày đản sinh của Đức Phật là một thông điệp từ bi. Chúng con ý thức được rằng chỉ có tâm từ bi, tình thương yêu và sự hiểu biết mới có thể giúp nhân loại và đưa nhân loại vượt khỏi biển khổ sầu đau. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con ý thức được rằng hạt giống từ bi của Đức Thích Ca Như Lai đã gieo rắc năm xưa nơi lưu vực sông Hằng, đến nay đã mọc tươi tốt khắp năm châu. Chúng con nguyện bước theo bước chân tỉnh thức của Người, học theo đạo lý từ bi của Người để soi sáng thân tâm con, làm dịu những nóng bức phiền não trong thân tâm của chúng con. Bởi vì những năng lượng bình yên, những năng lượng từ bi, những ánh sáng trí tuệ tỉnh thức đó mới có thể soi sáng cho con nhận diện được đâu là nguyên nhân của khổ đau. Thank you.
các quý Phật tử đang tập trung để thực hiện nghi lễ tắm Phật nè mọi người. Hôm nay các quý Phật tử hành hương về chùa Huy Nghiêm quận 2 rất là đông. Đây, mọi người đang xếp hàng để chờ tắm Phật ha. Và hôm nay là lễ nghi lễ tắm Phật trong là một trong những nghi thức quan trọng trong ngày đại lễ Phật đản lớn của Phật giáo. Đây, rất là đông luôn. Và vừa rồi thì Xuân đã quay cho mọi người xem về nghi lễ tắm Phật ở chùa Huy Nghiêm quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Xuân cảm ơn mọi người đã ủng hộ video của Xuân. Nếu mọi người thấy video hay, hãy cho Xuân một like, một share và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Xuân nha. Bây giờ thì Xuân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người.